Tin chắc chỗ này là bãi qua tịnh. Nếu như ngươi muốn trả thù cho Cam Thành thì hãy mau vào trong kia, giết chết hai con thiện nhân đó đi. Dạ. Đi. Địa hình ở đây rất là phức tạp. Chẳng trách Công Tôn Chỉ đến nhiều lần căn dặn phải cẩn thận. Hãy nhớ kỹ, lìa xa nhấn chùm hoa này ra. Sư phụ, chúng ta lạc đường rồi, tính sao đây? Sợ cái gì? Một chút nữa tìm một người dẫn đường, thế là xong. Thấy đường dẫn quá, sao lại không tìm được ngõ ra? Đừng có nói nhiều, đi. Sư tỷ. Tôi ăn sư phụ, chúng ta cần báo rõ thân phận để Trình Mũi tới nghênh đón sư phụ không? Không phải cần, chúng ta thông báo như thường lệ là được rồi. Như là hiệp đẹp, cốc chủ nhờ Dương này hiệp lo công việc, chắc đã lo xong rồi phải không? Ai đang đánh ở trong lùm hoa vậy? Có 4 người con gái chia làm 2 nhóm ở trong lùm hoa. Đúng ra chúng tôi muốn dụ vào trong bãi tình hoa động bắt chúng, nhưng mà chúng vừa gặp mặt đã đánh nhau rồi. Có thể là nhờ gì vậy đưa chúng tôi tới đất hoa chủ. Nếu như quen biết với họ thì kêu họ đừng có đánh nữa. Cùng chúng tôi bái kiến cốc chủ. Được, xin mời. Công Tôn cốc chủ đã bày ra tình qua trận, dàn buộc ra không được. Chúng tôi chỉ cần đưa gian tế vào trong, sau đó ở chỗ ngõ ra chắc đầy tình qua. Đâu đâu cũng có tình qua cả, cho dù kinh công có giỏi cỡ nào cũng ra không được đâu. Vậy rồi chắc chắn trúng độc tình qua. Bây giờ cũng trúng, trước sau cũng trúng. Trình Anh cô nương, vô thăm cô nương, coi chừng trúng độc. Bọn chúng tới được đúng lúc. Rồi. Chắc độc tình qua trong ngũ ta còn chưa trừ được. Trúng thêm một chút hay bớt đi một chút cũng không có sao. Thằng khùng. Thằng khùng, cánh tay trái của người đâu? Quái nhi đâu có khùng. Sao lại gọi là thằng khùng? Xin lỗi nha, ta đã gọi quen rồi, không có sửa lại được. Vì tỷ tỷ này. Đây là nương tử của tôi. Tôi phải nghĩ ra từ lâu. Một người con gái đẹp giống như là cô thì mới có thể trở thành vợ của Dương đại ca. Dương đại ca, chúng tôi mừng cho Dương đại ca. Dương đại ca, cánh tay của đại ca đã bị người ta chặt gãy. Bị người ta chặt gãy? Ai tàn nhẫn quá vậy? Có phải là nữ ma đầu hay không? Nữ ma đầu chặt gãy cánh tay của huynh bởi thì là độc ác. Người dám gãy cái tay quán là ta. Ta đã bị cha mẹ của ta chửi rồi, sao các ngươi còn chửi phía sau lưng của ta nữa? Phương Nhi, Quế Nhi, có thể gặp được các người thì là tốt quá. Ngươi là đệ tử bế môn của cha ta Trình Anh đó à? Sư tỷ Long Nhi, hãy trả đứa bé lại cho mẹ của nó. Quách phu nhân, con của bà đây. Quách cô nương, em gái của cô không thiếu còn tóc. Cô bây giờ hiểu rõ, tôi không lấy em gái của cô đi đuổi thuốc giải chứ hả? Hy vọng đứa bé này sau khi lớn khôn không có điều ngoài giống như chị của nó. Nói cái gì? Ta không có nói người. Ngươi cô Nhi không được vô lễ. Mẹ. A Di Đà Phật. Đệ tử khấu kiến sư phụ. Đứng lên, đứng lên. Nhất Đăng đại sư, lâu quá không gặp. Không ngờ ngày hôm nay mọi người đều có mặt. Cường địch trước mắt, tại sao không tìm kiếm họ ra? Sư phụ, lời của sư muội nói là thật hay giả vậy? Cái con tiểu tiện nhân hết thuốc chữa. Sư phụ, đệ tử hôm nay bất cứ giá nào cũng phải muốn biết rõ sự thật. Thật ra người nào đã giết chết Đăng Thanh? Có phải là người rất muốn được đi gặp người yêu của người không? Được, hôm nay ta cho ngươi coi miệng. Thì ra là do sư phụ giết. Người hết thuốc chữa rồi. Người muốn rời khỏi rừng hoa cũng đã cần phải hy sinh mạng sống của đệ tử người. Người muốn dạy đời ta? Không dám. Nếu như muốn tìm cục đá để mà làm chưng, chỉ cần kiếm hai cái túi cát là được rồi. Nhờ ngươi hy sinh mạng sống của đệ tử, nhẫn tâm hay sao? Tóm lại, ta không thể nào trúng độc qua tình. Người trúng hay không trúng gì cũng vậy thôi. Thật ra người đã trúng cái độc si tình rồi. Người đã làm chuyện bậy bạ hại người hại mình, người sẽ bị trời trả báo. Tóm lại, nó là đệ tử của ta. Ta muốn nó sống thì sống, muốn nó chết thì chết. Cho dù là cha mẹ cũng không có thể giết chết con của mình, huống hồ chi là người ngoài. Lòng vợ của ngươi thật sự là độc ác. Nữ mà đầu để ác quán mãn dịch, đừng nói nhị với bà ta. Người giết sư tỷ của ta, hôm nay ta phải trả thù cho cha mẹ. Sư muội, sư tỷ bị biết bao nhiêu người chạy đánh, sư muội không giúp sư tỷ sao? Người phá tay phản bác, chúng tôi không giúp một tay. Nhà người phải cảm ơn nhiều lắm. Được, các người lên một lượt đi. Lý Văn Sầu, đừng có đi. Sư tỷ, quý vị đại giáo Hoàng Lâm có điều gì chỉ dạy? Lực gạt của đâu là chúng tôi. Dương đại ca, Dương đại ca, đại công cáo thành rồi phải không? Hãy theo muội đi gặp mẹ đi. Hãy đợi một chút. Mẹ, những người khách tới thăm Tuyệt Tình Cốc chúng ta còn đã đưa tới. Lão thân ta chân tàn phế, không thể đích thân tiếp khách, tha cho sự vô lễ của ta. Biểu tỷ. Dương Quá, ngươi còn chưa chết à? Ta không sợ trời, không sợ đất. Mạng của ta còn dài lắm. Ta đã uống được thuốc giải, giải đường độc tình qua rồi. Ngươi đừng có nói láo. Nếu như người có thức dậy, Tăng Nhân Thiên Trúc và tên thư sinh hội Chu kia đâu có dụ dã tới Tuyệt Tình Cốc này làm gì? Cậu lão tiền bối, bà thật sự rất là tinh khôn. Dương Quá nếu như không thoát được tầm mắt của bà, nhưng mà không biết bà đã nhốt Thiên Trúc Thần Tàng và Chu tiền bối ở chỗ nào. Lạ đâu hả? Nếu như dạng bối đã đích thân tới đây, mong bà hãy tha cho họ. Người muốn ta thả hổ về rừng, ngươi thì là ngây thơ. Cậu lão tiền bối, ta hãy xem cho kỹ đây. Tôi đã đưa một người tới đây, bà nhìn thấy chắc là vui lắm. Chính là Hoàng Dung, đại ca của ta đã chết trong tay của ngươi. Không, cậu lão tiền bối, người mình tôi nói đó không phải là bà ta, mình nhìn cho rõ đi. Quách Tịnh đã tới chứ gì? Quách Tịnh đâu? Người ở chỗ nào? Quách Tịnh! Tám mũi. Nhị ca! Tám mũi. Nhị ca, tại sao nhị ca trở thành hòa thượng? Tám mũi, tại sao chân của em trở thành thế này chứ hả? Vì đã trốn kế với cái tên gian tặc Công Tôn Chỉ. Chính là Công Tôn Chỉ? Đừng có gọi tên của hắn. Chính là cái tên lòng lan dạ sói kia, nó đã hại em như vậy đây nè. Công Tôn Chỉ, người ở đâu? Công Tôn Chỉ, người ra đây đi. Công Tôn Chỉ, ngươi ra đây! Ta sẽ bầm tay của ngươi ra trăm mảnh! Ngươi ra đây! Công Tôn Chỉ, ngươi ra đây! Ngươi ra đây! Di Đà Phật! Nè, hồi đầu thị nạn đó. Nhị ca, tuy là em đây đã bị hãm hại nhưng mà em còn chưa có chết. Nhưng mà đại ca của chúng ta đã bị người ta giết chết. Người nào giết vậy? Người nào giết? Tại sao không chịu báo thù cho đại ca? Hãy trả thù cho đại ca chúng ta! Trả thù cho đại ca! 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 Hồi đầu thị nạn. Nhị ca, người mà giết chết đại ca là Hoàng Dung đang ở trước mặt. Tại sao còn không giết chết bà để trả thù cho đại ca? Tại sao? Được. Nữa, hơn nữa cái chết sư huynh của người là tự hắn chuốc lấy thôi, không có liên quan tới người nào khác cả. Đừng có nghe lời nói vô căn cứ của Tân Cẩu Hòa Thượng kia. Họ cầu chúng ta ở trên chốn giang hồ nhất môn hào kiệt, tại sao bây giờ lại trở thành một tên nhu nhược tham sống sợ chết? Cầu Thiên Nhận, ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không trả thù cho đại ca thì đừng có nhận ta đây là em gái của ngươi. Ta không thể làm vậy, ta không thể làm vậy, ta không thể làm vậy đâu, không thể. Mà già kia, đừng ép người quá đáng. Mẹ ta không mở miệng, tại vì không muốn có chung kiến thức với nhà ngươi. Nếu như nhà ngươi nhiều chuyện nữa, đừng có trách bản cô nương khách sáo với ngươi nha. Dù sao đi nữa, chúng tôi đã là khách, ta sao vô lễ với chúng tôi như vậy? Hồi nãy bà còn tự khen mình là anh hùng hào kiệt, cách đối xử với khách căn bản nhất mà cũng không biết à? Hay cho tên nhà đầu lẻo mép kia. Ngươi có phải là con gái của Hoàng Dung và Quách Tình hay không? Đúng vậy, có bản lãnh thì tự mình ra tay đi, đừng có kêu người ta phụ nha. Chỉ cả có người đã xuất gia làm hòa thượng rồi, đâu có thể nào kêu hắn chém giết nữa chứ. Được, nếu như ngươi là con gái của Quách Tình và Hoàng Dung, ta sẽ cho người chết thay cho Hoàng Dung. Qua tìm rồi mà còn muốn xen vào chuyện của người khác. Ngươi không tin là nửa viên thuốc giải ở trên mình của ta có thể cứu được mạng cho ngươi hay sao? Ta đương nhiên là tin. Nếu như có thể xin cầu lão thần bổ ít ban cho đơn dược nhiều quá, tôi nhất định sẽ suốt đời mang ơn. Tuy là ngươi đã giúp ta thấy lệ nắng mặt trời, nhưng mà cầu lão thái ta chưa chắc gì có ơn sẽ trả. Ngày xưa không phải chúng ta đã thỏa thuận là người sách đầu của Hoàng Dung và Quách Tịnh tới đây gặp ta, ta sẽ đổi thuốc cho ngươi hay sao? Nhưng mà ngươi không những là không có làm tròn lời hứa, còn cứu kẻ thù của ta. Đừng hòng ta đưa thuốc giải cho ngươi. Mẹ, mối thù của đại cứu cụ không có liên quan gì tới Dương đại ca, thôi hãy từ bi một lần đi. Nửa viên thuốc giải này của ta để dành cho con rể của ta, chứ không có đưa cho người ngoài đâu. Còn hãy hỏi người ta coi có muốn làm con rể của ta không. Tôi đã cưới Tiểu Long Nữ làm vợ rồi. Dương Quá cho dù trúng độc qua được cũng không thể làm người phụ tình phụ bạc. Lâm Nhi, chúng ta đi. Dương đại ca, anh bỏ đi vậy hả? Ngay cả mạng cũng không cần nữa. Chỗ nào có thể giữ được ta đây? Mà đi. Người muốn chuốc lấy cái chết không có liên quan với ta nữa nha. Nhiều quá, cái gã vô tình vô nghĩa kìa, kể như ta đã buồn mất. Thật sự để cho ngươi vào sân khóc dễ, ra thì khó. Ta muốn móc tiền của người ra để coi thử. Mình đi. Dương Quá, người muốn chết hoàn toàn vô can với ta. Ta có phải là nùng, 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 ta có phải là nùng. nhi, em thấy Lục Nhã cô nương hành động rất kỳ lạ. Thấy bề ngoài hình như là cố giận anh lắm để cho mẹ cô không để ý, sau đó lại ăn cắp thuốc giải. Qua cảm thấy rất là lạ. Ý, hình như có gì bên trong, mở ra coi. Cô đã nhấn mạnh là sẽ móc tim của anh ra coi, thì ra là có ý này. Nửa viên thuốc giải mẹ cất rất là kỹ. Mùi đã tìm cách trộm cho Quỳnh. Thì Túc Thần Tăng và Chu Lão Tiền Bối bị nhốt tại Mã Quá Thạch Trụ. Thì ra Thần Tăng và Chu Tiền Bối đã bị bắt giam. Lục Ngạc cô nương thì ra là có khổ tâm, ngay cả địa đồ cũng vẽ luôn cho mình. Cái địa đồ này muốn cứu Thần Tăng và Chu Lão Tiền Bối không khó đâu. Đây Long à, bây giờ không có ai, chúng ta đi đi. Ừ. Đi. Nè bên kia, đi. Có người gác, để Quá đi xem ha. Hãy đợi đây đi. Không, chúng ta cùng vào trong. Được. Từ đây chúng ta không có chia cách nữa. Ai? Thì ra Dương đại hiệp. Cốc chủ hạ lệnh kéo nhà người hãy thả tên thư sinh họ Chu và Thằng Tăng ra. Vậy lệnh bà cốc chủ đâu? Đừng có hỏi nhiều nữa, hãy mau thả họ đi. Không phải cốc chủ cho người tới đâu. Chìa khóa chỗ này do đích thân cốc chủ cất giữ. Nếu người thừa lệnh tới đây, cốc chủ sẽ trao chìa khóa cho người. Cái này. Chu Tiền Bối, Dương huynh đệ, Long cô nương, thì đã các người đã tới đây hả? Nhìn thấy Chu Tiền Bối và Thằng Tăng bình yên, tiểu điệp rất là yên tâm. Hả? Thằng Tăng sao vậy? Sư thúc của ta trúng chất độc qua tình. Sao lại như vậy? Sư thúc cho biết chất độc qua tình đã tuyệt chủng ở tại Thiên Trúc rồi. Không biết tại sao truyền vào Trung Nguyên. Nếu như lan truyền tới nơi khác chắc là quả vô cùng. Nếu như ông ta không thử tìm ra đơn dược thì làm sao có được thuốc giải. Cho dù lấy được thuốc giải cũng không thể cứu được người. Thuốc giải có tình qua chứ còn có nửa viên. Giờ cầu thiên thước, bất cứ giới nào cũng không chịu mang ra cho Quá Nhi. Vì vậy sư thúc mới thử chất độc, muốn biết coi độc tính như thế nào để mà chế thuốc. Không ngờ Thần Tăng dùng thần để mà thử độc. Thần Tăng vì muốn cứu tôi, không ngại mạo hiểm như vậy. Thật làm cho người ta khâm phục. Không biết Thần Tăng chừng nào mới có thể tỉnh dậy được. Nếu như sư thúc đoán không sai, 5 ngày 5 đêm có thể tỉnh dậy. Hôm nay là ngày thứ 4 rồi. Tuy nhiên chất độc bình hòa tùy người khác biệt. Đại sư tứ đại dạy cộng, cho nên không đến nỗi đau đớn khi mà chất độc nổi dậy. Phải rồi, ở trong thạch thất này ở đâu mà có tình hoa. Sau khi chúng tôi bị giam cầm ở đây, có một vị cô nương thường tới thăm viếng. Vị cô nương kia có phải mặt mày thanh tú, khoảng 16-17 tuổi không? Đúng vậy. Vậy chắc là Lục Nhã cô nương rồi, con gái của Công Tôn Chỉ. Chẳng trách gì cô ta đã ra vào tự do. Cậu đã biết các người tới đây xin thuốc giùm cho Quá Nhi, đương nhiên sẽ xoay sở giùm các người. Ngoài chuyện không dám tự động thả các người ra, tôi nghĩ các người muốn cái gì cậu cũng đều cho hết. Dương huynh đệ, xem ra Công Tôn cô nương quen biết sâu sắc với Dương huynh đệ. Phải, Lục Ngạc cô nương tâm địa hiền lương, là người con gái rất là ngoan. Ở đây tôi tuyên bố lệnh sư Nhất Đăng đại sư và Từ Ân sư phụ cũng đã tới đây. Từ Ân sư huynh đã tới à? Như vậy thì hay quá. Anh em họ gặp mặt với nhau, cừu cốc chủ không lẽ nghĩ tới tình nghĩa hay sao chứ. Nhưng mà chuyện đời không giống như mình tưởng tượng đâu. Quách Ba Mộc cũng có tới nữa. Cầu Thiên Thước không những khơi lại chuyện cũ, mà còn chỉ trích Từ Ân sư phụ. Từ Ân sư phụ có lẽ là cầm lòng không nổi. Mưu trí của Quách phu nhân thiên hạ vô song. Hơn nữa có sư phụ chủ trì đại cuộc, tin chắc không có chuyện gì đâu. Ta chỉ lo cho sức khỏe của sư thúc. Phải, tôi cũng muốn. Không phải chúng ta tìm chỗ nào đó an trí Thần Tăng, đợi lúc ông ta tỉnh dậy. Ta nghĩ hãy ở tại chỗ này đi. Chỗ này? Chỗ này. Chỗ này được lắm. Tuy bề ngoài nhìn vào không hiểm, nhưng mà chỗ nào không hiểm nhất là chỗ an toàn nhất.